cháu xin phép cháu quay một tí được không? Quay đi. À, cháu mê lắm, vừa thích cây vừa thích giao lưu ấy. Hồng Mộc Mai, nó có quả đấy thì hay lắm. Cháu đang có một cây nhưng mà nó kiểu vặt phong, bệ thì nó to, bệ là to. Bệ gì? Cũng có Hồng Mộc Mai. Gốc to. Gốc to. Còn cái này nhiều. Xong cây chưa? Chưa. Về đi chưa? Rồi. Đấy. Ông nọ ông Nhạn ông cứ nhắc trong này thức nhá, bảo vào đây là phải ăn thịt chó ở trong kia. Đây đây thức này. À. Con chú là gì nhỉ? Cây cung. Dạ. Đấy, nhà mình có nhiều cây không chú? À, ít thôi. Cháu định ra đây quay phim tí nhưng mà nó ít cây quá. Mà này nó nắng quá. Ở chợ này chẳng cây đẹp. Vâng. Không có. Còn cây nhăng. Vâng. Có khi lên Sơn Tây hay hơn đấy. Sơn Tây của nếu mà gọi là... Ra kia toàn mấy ông quen ở dưới kia lên đây. Chợ nào có mặt. Chợ nào đâu thì nhiều nhất. Có ông gì ở Văn Giang kia hay đem phổi điền to. Nhưng mà đang ngồi uống nước trong kia. Trẻ trẻ ấy. Văn Giang. Văn Giang, Văn Giang. À, Văn Giang á, được. Tăng lượng, tăng nhập. Trẻ trẻ mà... Thằng ấy mà nào là biết chút. Hay đem những cái phôi to này. Đó, lượng mới nhập. Đúng rồi. Đó. Hay nhỉ. Cháu ơi. Cái gì nếu mà này nhỉ? Dạ vâng, số của cháu. Đấy. Nhiều khi nó cây cối nó cũng duyên thôi. Gặp cái nó tay. Tên là gì đấy? Cháu tên là Tuyền. Cứ hỏi ông Nhạn mà biết thằng hay quay phim là mối rồi. Thích cho lắm. Cả ông Tị. Ông Tị thì dạo này không thấy đi. Ông Tị thì nhà cây thì nét lắm. 206 thôi à? Dạ vâng. Đó là Tuyền. Tuyền à? Vâng. Hôm nay may mắn ra chợ chú Bằng mà gặp chú Thức. Thức cho mày. Chợ thì không quay được, nhưng mà tí nữa vào nhà chú cháu quay một số cây. Cháu giới thiệu lên. Cháu giới thiệu lên trên mạng. Tối mà chú xem nó lại thấy. Đấy. Cây đẹp lắm. Đúng là xem cây vườn của rất hoàn thiện. Dạ vâng. Cũng có cây đẹp quá. Cây này trực này cũng hay chứ. Tổng cao. Cái này nhìn vui mắt. Vâng, nhìn là thoát cây. Thoát cây. Chào quá. Ôi trời, cái gì nó đẹp thế này. Không dám chào chú. Vâng ạ, ai chủ. Lâu quá, 7 năm nay không gặp nhau. À, dạ. 70 năm chứ. Đấy, xin chào. Các bác của chú anh chị hôm nay đi chợ cây ở chợ Hữu Bằng nhưng mà nó ít quá rồi nắng thì lại gặp chú Thức. Chú Thức trong này rất nổi tiếng về không những giới chơi cây mà còn cái độ thẩm nghệ thuật nó rất là cao. Thì bây giờ lên tầng thượng của nhà chú và vào thăm nhà thì đập ngay một bức tranh với cây tác phẩm Duy Ngã Độc Tôn này. Duy Ngã Độc Tôn là chú? À. Đấy, của chú Thức. Đây là tác phẩm rành rành đấy. Rành rành. Và ở ngoài này nó sẽ có cái cây thật ở ngoài này. Để cho các bác cùng xem. Thì cơ bản nó sẽ như này. Đấy, một cái dấu ấn rất là hay khi mà bước lên đây. Cháu xin phép quay chú tí nhá. À, dạ. À, quay chú ạ. Vâng. Đấy, chú Thức. Chú Thức. Dạ. Rất nổi tiếng ở chỗ vùng đất Hữu Bằng. Đây. Đấy, nhìn từ cái đôn lên đến gốc phân biết là đã biết là chú chơi rất là chuyên rồi. Rất là đấy, thế còn để các bác xem nó có giống cái tranh nhá. Đấy. Cái này chú có đem đi triển lãm ở đâu chú? Chưa. Đấy, đang thả cái hang nước ở dưới. Đấy. Nói chung là đẹp hơn tranh nhiều. Rành rành dáng này hiếm quá chú ạ. Rành rành dáng này hiếm quá. Quá hiếm chứ đâu ra.
Này cháu nhìn lúc đầu cháu nhìn cái chanh thì cháu nghĩ là cái xanh hoặc là cùng lắm là cái tùng. Nhưng mà mình dành mà trực cái thân trực thẳng thế nhỉ. Ai ôi còn ấy. Ôi ôi. Ôi ôi ôi. Ôi. Tỷ lệ vàng nữa. Tỷ lệ vàng. Đẹp quá. Đẹp quá. Con này mà vừa nãy chú bảo ở ngoài kia đúng không? Đấy. Lực sĩ trực gạo. Đấy, dáng trực gạo. Đấy, chú mở đây, cái chú mở này. Chú vào ngồi cho đỡ nắng rồi tí cháu. Đó. Sẽ quay riêng cây một tí. Để cháu đi một lượt cây của chú nhá. Tên là phải cây đi hết lượt cây rành rành này đã. Cây này không biết từ bao nhiêu lâu nó mới được như này. Túi kiểu như thương binh một chút các bác, nhưng mà thôi đi lại hơi khó khăn. Đó. Bán rất nhiều lắm. Đấy, vừa nói chuyện bảo bán cái cây 35 triệu đấy. Dạ. Cao đúng không? Găng tay. Đẹp đấy, quá, nghe đẹp quá. Rành rành, quá nghệ thuật. Quá nghệ thuật. Đây, cái đoạn cổ. Cái đoạn cổ, những cái đoạn cổ gập này không biết bao lâu nó được như này. Quá tuyệt. Đấy. Tay rơi giết rất nghệ thuật. Cái đoạn trực này không cái gì mà chê được. Cực kỳ trực. Đoạn thân. Chân bệ rất ok. Chân bệ rất ok. Tử rất quần quại, không sao chứ ạ. Tử rất quần quại. Ui, quá nắng. Hôm nay nắng, đúng là nắng sơn tây. Nắng sơn tây may ra vì nó gần sơn tây thôi. Kiểu sơn tây. Đấy các bác. Nghệ thuật cao là phải vào vườn cua của chú. Nó là sân thượng. Kiểu sân thượng. Thôi khi vào vườn cười rất nhiều cười nhưng không được cười nào. Không được cười nào. Không có. Mình chơi chọn lọc. Nhất là mình làm được, thứ hai là mình chơi nó chọn lọc. Nó là cái thương hiệu rồi chú ạ. Thương hiệu. Nhắc đến tên mình là người ta biết. Không có những cây. Để qua cái con tuyệt phẩm mà rành rành này đã. Bây giờ đến ổi. Đấy. Không có một cái ổi. Chú có một cái ổi mà khá là nghệ thuật. Khá là nghệ thuật. Đấy. Đường bệ nhé. Bệ đây. Này không phải ổi công nghiệp, ổi tự nhiên thôi. Khi mà chắc là khi mà đào lên thì nó để hở cái rễ ra. Nó như này. Trực quần quại. Tay hoành rất bay. Tay hoành rất bay. Đấy. Rất nghệ thuật. Trực gạo. Cái hoa giấy trực kiện đẹp này. Vâng. Cháu quay từng cây một, chi tiết từng cây một. Đấy. Cái ổi xong cái ổi nha. Tác phẩm xanh chui trong một cái lọ rất đẹp. Vùng này chú rất nổi tiếng, vừa gặp chú ở ngoài chợ cây ấy, thì tôi định quay phim một ít về cái chợ cây chỗ Hữu Bằng ấy, thực chất Hữu Bằng ấy, nhưng mà nó hôm nay nó nắng vậy, thứ hai nó ít cây quá thì tôi định ra mua ít dây nhô muốn cây ấy, thì lại gặp chú ở đấy. Rất là có những cái người chơi cây với nhau thì rất là có cái duyên riêng ấy. Mặc dù tôi chưa biết chú nhé, chưa biết chú, nhưng mà chú tự nhiên chú ngỏ lời mời là vào chơi, mà chú không biết tôi là ai cả, tôi cũng không quay phim như biết lúc đấy cả, chỉ tình cờ gặp nhau ở đấy mà hỏi mà mua một dây nhôm thôi, là tôi cũng chẳng mua cái dây nhôm vì giá hơi cao. Đấy.
chú mời vào nhà chơi. Đấy, những cái anh em mà các bác, các cô chú anh chị có những điểm chung về nghệ thuật, về đam mê thì nó dễ gặp nhau. Đấy, cho giấy này nó hơi quất, rất đẹp. Bác nhìn cực kỳ nắng ở trên sân thượng, tầng hội không đến tầng, nó khoảng độ tầng quá tầng 5. Đấy, rồi nằm biển mà bác nhìn quả vào sướng. Quả nó to, nó giống như cây của tôi, nhưng mà tất nhiên cây tôi nó không so sánh được với cây nào. Rất trực, quả chín nó rụng, quả rất to. Đấy, nhìn quả đây, con nhìn nha. Cây này nói chung là các bác đừng có hỏi giá ở chỗ này nhé. Giá thì tôi xin phép tôi không hỏi, thì chỗ mình đây không phải đi chợ các bác nhé. Giá thì nó rất là bình thường, chỉ có những cây chú bán 100 triệu rất là nhỏ. Đấy, với chơi cây thì nó khác, chứ không phải hàng đi chợ. Các bác đừng có hỏi giá nhé. Đây đoạn trực, rất là thích cái đoạn trực. Tôi nghiên cứu, tôi sẽ về làm cái cây tôi mua của nhà, tôi cắt đi, tôi làm hình giống cái cây này. Đấy, các bác nhìn cái quả quá đẹp, rất đẹp. Mai chiếu thủy. Hoa giấy tím rất nghệ thuật, rất trực. Phong cách, phong cách của chú có vẻ thích những cây trực. Cây trực rất đẹp. Đây này, phía trên thợ đang làm. Rất là nắng, tôi sắp nhất đến rồi. Mình cố gắng quay lại những cái cây của chú để về nghiên cứu và xem. Cái này nó cũng buông xuống nữa, rất đẹp. Đấy các bác, trực tỉ lệ rất là hoàn hảo. Dấu ấn thời gian ở đây rất nhiều rồi. Đây cũng một con trực nữa. Đấy, rất nghệ thuật. Này cũng vậy. Đấy, các bác nhé. Hoa giấy rất nghệ thuật. Cái không gian nó khá là hẹp, nhưng mà toàn là những cây chọn lọc các bác, và chú ý vào ra cây rất là nhiều cây nghệ thuật. Xanh vắng làng, cái này thì tí tôi lùi lại, tôi quay cây này sau. Bây giờ còn một cái cây nam điền ở đây rất là đẹp, rất là quần quả. Đấy, đẹp quá. Xanh vắng làng, quay nó cây xanh vắng làng này. Đấy, chú thích, có vẻ thích xanh, rất thích xanh, các cụ. Bác cựu chiến binh với lại cao tuổi thì vẫn thích cái hơi hướng của các cụ ngày xưa. Tất nhiên là chú ấy khá là hiện đại, chơi những cái cây bonsai. Còn miền Bắc thì có như thế là cũng hơi ít đấy. Người cao tuổi thì được thích chơi bonsai. Thứ nhất là do cái không gian, thứ hai là cái nghệ thuật thì thường mini nó sẽ hàm lượng nghệ thuật sẽ được cao hơn. Đấy các bạn nhé, tôi xin phép vào nói chuyện với chú một tí đã, nắng quá.